đây chúng ta thấy được ở trên mạng xã hội nó có một cái câu chuyện, đó là gì? Cái phong trào anti-fan, có thể nói bắt nguồn đầu tiên là anti-fan Hương Giang, cho đến bây giờ là có anti-fan Thủy Tiên đó. Thế rồi tiếp đến khi mà anti-fan Hương Giang đạt được những cái thành quả, đó là Hương Giang phải lui vào, không dừng hoạt động nghệ thuật, dừng lên sóng truyền hình một thời gian, thì cái nhóm này cuối cùng rồi đem bán lấy tiền. Nhóm fan thì là anti fan Hương Giang, những group đó đem bán để cho những cái người bán hàng online lấy tiền. Tiếp đến là bây giờ đến xuất hiện của anti fan Thủy Tiên cũng tăng chóng mặt, bởi vì con người thích hóng, con người thích tò mò, và có một số kẻ gọi là cực đoan. Và nghe đâu thì sắp tới là cái group này cũng lại chuẩn bị được bán rồi, dấu hiệu là cũng chuẩn bị được bán rồi, lại chuyển sang group xây dựng một group khác, tức là cứ đánh Thủy Tiên thôi, xong xây dựng group lên rồi lại bán lấy tiền. Tiếp đến chúng ta thấy được là lại tiếp tục có một cái group anti fan Hương Giang, Trấn Thành và Harry Won cũng đang được báo chí lâm gọi là nhắc đến điểm tên, nhưng không hề có sự phê phán. Dẫn đến là gì? Dẫn đến là những cái group này liên tục phát triển. Và kết quả tôi có thể khẳng định với các bạn, những nghệ sĩ này, những ca sĩ này cũng sẽ giống như những cái cô gái kia, những cái cô học sinh kia đấy. Bị áp bức về mặt tinh thần, bạo hành về mặt tinh thần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ có người chửi mình thôi, bây giờ quay lại chửi nhau thì đôi co thì bằng nhau, hỏng hết cái cuộc sống, rồi cái sự nghiệp. Thế mà không quay lại để phản ứng với họ thì cứ để cho họ chửi thôi, cứ hàng ngày phải gặm nhấm cái lỗi tổn thương về tinh thần, trong khi chả làm gì sai cả. Hỏi các bạn, Hương Giang có gì vi phạm pháp luật không? Trấn Thành có gì vi phạm pháp luật không? Thủy Tiên có gì vi phạm pháp luật không? Harry Won có gì vi phạm pháp luật không? Không. Họ anti chỉ đơn giản họ ghét. Thế nhưng theo văn hóa của dân tộc Việt Nam thì ok, bạn có quyền ghét bất cứ một ai. Nếu ghét tốt nhất là không nên nói chuyện với nhau nữa, ghét tốt nhất không nên ủng hộ nhau nữa, ghét tốt nhất là mày làm việc của mày, tao làm việc của tao, đúng sai có pháp luật xử lý. Chứ không phải là mày ghét tao mà hàng ngày mày đi theo, mày bôi xấu, mày bôi nhọ tao, đó là có dấu hiệu về vi phạm về việc bôi nhọ nhân phẩm, xuyên tạc về đạo đức của con người, gây tổn thương về tinh thần người ta. Thế nhưng khi mà pháp luật chưa lên tiếng, cũng giống như những bạn học sinh kia không lên tiếng, cũng giống như gia đình kia chưa lên tiếng, pháp luật chưa lên tiếng, dẫn đến là họ cứ được thừa cơ gọi là mọc lên như lắm, thậm chí là đến mức độ cực đoan, chửi bới. Không lẽ các bạn anti-fan cũng muốn những nghệ sĩ như Trấn Thành, Hương Giang, Harry Won, Thủy Tiên phải thắt cổ tự tử, rồi để lại thư tuyệt mệnh rằng tôi không sai, để chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình? Tàn nhẫn, bất công và vô cùng vô nhân đạo. Đúng không? Cái này nó xuất phát từ cái việc thiếu hụt một cái bộ khung pháp lý giữa con người, trong cách ứng xử giữa con người với con người trong thời kỳ hiện đại. Bây giờ người ta đứng sau cái Facebook, đứng sau một cái điện thoại, người ta hoàn toàn có thể xuyên tạc, phỉ báng bất cứ một người nào mà không hề sợ. Văn hóa Việt Nam thì lại có cái câu nói, cái kiểu nói là ẩn ý, cái kiểu là đánh chó chỉ mèo, đánh gà dọa khỉ, ném đá giấu tay, dẫn đến này, họ lại càng có cơ hội được mọc lên như nấm. Để rồi những con người mà họ những con người chúng ta nói yếu thế, thì ở đây chúng ta phải hiểu yếu thế trong mặt là những con người yếu thế, họ liên tục phải chấp nhận sự bạo hành về tinh thần, dẫn đến sự cực đoan trong tinh thần, trong tư tưởng. Những người này đang phá hoại đi một nền văn hóa Việt Nam. Những kẻ anti-fan này, hay những kẻ mà cậy quyền cậy chức, bao che, cậy số đông, cậy quyền lực để mà áp bức những cái cá nhân yếu thế, họ đang phá đi nền đạo đức Việt Nam, họ đang trù dập đi những tương lai tươi đẹp của đất nước. Chia ra sao nếu như cô học sinh kia chết? Một vài hình phạt, một vài cái bản kiểm điểm, có lấy lại được tính mạng của một con người không?
sẽ ra sao khi mà những cái cá nhân kia họ chửi theo quan điểm của một số người, ôi bây giờ cứ chửi chán đi thì thôi. Thì tôi hỏi với các bạn, những cái tổn thất và tinh thần bây giờ của các nghệ sĩ, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần rồi công việc của họ, ai sẽ là người đền bù những cái thiệt hại đó? Không thể nói thật sự là nhiều như hiện nay pháp luật chưa lên tiếng, chúng tôi và các bạn không ai lên tiếng, và chúng ta còn muốn bao nhiêu những tấm gương như cô bé học sinh kia diễn ra, biết bao nhiêu người cần phải uống thuốc tự tử để chứng minh mình không sai nữa. Đặc biệt nếu như các bạn nhìn thấy trong cái vấn đề về anti nghệ sĩ bây giờ đó, tại vì là cứ nghệ sĩ nào nổi tiếng một chút lên là ngay có ngay một đội anti, có ngay một đội chửi. Người ta làm việc hàng ngày phát xuất hiện trên truyền hình cả đống để tạo ra những chương trình tốt cho các bạn xem. Thế nhưng các bạn có thể xuyên tạc mọi lời nói của người ta. Vậy thì tự hỏi các bạn, ai sẽ là người hăng say làm chương trình cho bạn xem? Ai muốn làm lỗi lên một chút? Ai muốn cố phận gọi là cống hiến hết mình cho nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm lớn cho đất nước? Cũng giống như là trong các cái ngành nghề khác, cứ giỏi hơn là sẽ có người phá mà không hề bị pháp luật trừng trị. Vậy thì ai là người muốn cố gắng phấn đấu để đạt được những thành tựu lớn cho đất nước? Chúng ta vẫn thường kêu Việt Nam không có nhiều tác phẩm lớn, không có nhiều các công trình lớn, không có nhiều các phát minh mới. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì cái tư tưởng thấy người khác hơn mình là muốn trù dập rồi, trù dập một cách cực kỳ vô lý rồi, thì làm sao ai muốn hơn nữa. Thôi cứ ở lại với đám đông cho lành, có tài cũng chẳng muốn bứt phá lên. Bởi vì sao? Bởi vì giàu thì nó ghét, đói rét nó thương, mà đói ghét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Thì ở đây là một trong những cái mà tôi muốn so sánh cái câu chuyện một nữ sinh ở trường Vĩnh Xuyên, huyện tỉnh An Giang đã phải tự tử vì cái lỗi ấm uất đó, chỉ vì cái sự ghét bỏ của một số người đó mà dẫn đến bạo hành về tinh thần, để cho các bạn nhìn rộng ra cái tác hại của bọn Antifa hiện nay. Và chúng ta, những người có lương tri, những người có lương tâm, cần phải lên tiếng vì những cái hành động như vậy. Một thứ văn hóa được du nhập từ nước ngoài, một công cụ được du nhập từ nước ngoài để đánh phá những cái công dân Việt Nam. Nếu như chúng ta không lên tiếng thì chúng ta chẳng khác gì đến những cái bạn học sinh kia nhìn thấy cô giáo bạo hành bạn mình không dám lên tiếng. Chúng ta chẳng khác gì gia đình của cô nữ sinh kia khi đã được cô gái trình bày cũng chẳng dám lên tiếng. Và kết quả bạn mất đi một người bạn, gia đình mất đi đứa con, đạo đức xã hội xuống cấp một cách nghiêm trọng. Ok, cảm ơn các bạn. Đấy là tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái phong trào Antifa và những hiện tượng trong xã hội. Rất mong các bạn ủng hộ và chúng ta cùng nhau lên tiếng để phản đối những cái xấu trong xã hội, phản đối những cái điều sai trái trong xã hội, tôn vinh những điều tốt đẹp để xây dựng một đất nước giàu tình nhân ái, văn minh và giàu mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người.